cũng là cư dân ở trong Park 6 và trong khu Vinhome của mình. Thì trước đây á, em đang là giáo viên yoga và em cũng rất là quan tâm đến các cái phương pháp chữa bệnh mà không có dùng thuốc, không có can thiệp từ can thiệp không có tự nhiên. Thì trong lớp của em có một chị bị rất là nhiều bệnh và tình cờ thì em được chị giới thiệu về phương pháp này. Phương pháp này không chỉ gồm một mà nó sẽ gồm rất là nhiều các phương pháp tác động khác nhau và đem lại hiệu quả một cách lâu dài, và tự bản thân mình nỗ lực thì mình sẽ chữa khỏi được các cái căn bệnh của mình. Thì trước đây á, em đã mời cô giáo để dạy môn này là Ngô Yến về nói chuyện ở trong Park 6 rồi và thấy phương pháp rất hay. Thì các anh chị ở trong Park 6 khi mà tham gia rất là thích và đã đăng ký nhiều để được đi học, đi tìm hiểu thêm, nhưng mà cũng chưa có đủ cơ duyên để mình có thể bắt đầu lớp học được. Thì hôm nay á, trước khi mà tổ chức hội thảo này thì em có nhờ admin của bên Vinhome của mình đăng lên trên group cộng đồng là em và chị Hà bên Park 7 thì cũng rất là muốn giới thiệu phương pháp rộng rãi đến chị em, cô bác, đến bà con ở bên Vinhome mình để mình hiểu thêm về một phương pháp chữa bệnh. Mình có nhiều sự lựa chọn hơn khi mình bị đau bệnh. Và đầu tiên thì cũng không có hy vọng là chưa chắc chắn là có mời được thầy Châu hay không, tại vì thầy Châu rất là bận rộn. Và thầy Châu thì quá nổi tiếng rồi, trên Facebook, trên YouTube rất là nhiều clip chữa bệnh của thầy Châu. Thì em chỉ hy vọng là được khoảng 50 người để mời thầy Châu thôi. Và rất là may là được sự ủng hộ và quan tâm của anh chị em và các cô bác, cho nên là hôm nay mình đã mời được thầy Châu về đây. Thì cái phương pháp của thầy Châu không có nhiều về lý thuyết mà sẽ quan trọng cái việc thực hành và chữa bệnh cho mình như thế nào. Cho nên trong cái buổi hội thảo hôm nay thì thầy Châu và đoàn kỹ thuật viên của thầy sẽ giới thiệu về phương pháp phổ biến cho chúng ta biết, và quan trọng nhất là thầy sẽ thực hiện chữa bệnh luôn cho tất cả các anh chị em nào mà bị bệnh. Và em hy vọng là sau cái buổi thảo hôm nay mọi người sẽ có thêm cái kiến thức, thêm cái thông tin và một cái phương pháp để cho chúng ta cùng giữ gìn sức khỏe. Dạ, em hôm nay em xin giới thiệu là chị, có một chị người đã hướng dẫn em đến với phương pháp này là chị Hương, cư dân của Park 7. Thì chị Hương sẽ có vài lời chia sẻ. Là 28 tuổi, là Park 7. Thì tôi từ nhỏ tới lớn sinh ra là cũng là bệnh viện luôn, bệnh viện có hết. Thì cái người mình nó là cũng giống như là thiếu năng lượng, nó máu trong lên não, mình đã thấy là mình thiếu năng lượng nhưng mà mình không có biết tại sao. Thì lớn dần thì bệnh cũng nhiều thêm, thì đủ thứ bệnh từ ung thư, đủ thứ, cái gì cũng có. Suy giãn tĩnh mạch thì cũng có. Rồi dần dần tới là mất ngủ mà tới là tới khi mà mình mất ngủ tới 5 năm là ban đêm là không ngủ được luôn á. Thì tiếp đó là mình bị biết là mình bị bệnh gan tự miễn, thì mình phải điều trị, coi như cái bệnh đó là mình phải uống cái con đi quý đó là suốt đời luôn á. Nhưng mà cái cơ thể của mình là như là nó không có chịu được cái thuốc gì hết. Ngay cả cái mất ngủ á, thì bác sĩ cho đổi một cái viên thuốc khác, một cái loại thuốc khác, mình chỉ uống tới viên thứ ba mà nó không ngủ. Mà khi mà uống thuốc á, mà không ngủ á, nó giật mình còn chết hơn là mình đừng uống nữa. Thành ra mình phải chịu đựng cái mất ngủ rất là lâu. Sau này thì mình thêm cái viên gan tự miễn thì phải uống cái corticoid. Thì khi mà mình uống cái corticoid 9 tháng thì coi như bác sĩ nói là trong cái corticoid nó có khoảng 7-8 cái tác dụng phụ gì đó, là mình dính đủ 7-8 cái tác dụng phụ hết luôn. Rốt cuộc không có uống corticoid luôn. Tức là mình phải kiểm soát cái bản thân mình từ ăn uống ngủ nghỉ, là phải tính toán để cho cái tế bào ăn nó không có bị vực dậy, là cái đánh giá của cái gan tự miễn là tế bào ăn nó. Thì từ đó thì mai nó là tới tháng 4 hôm nay nè, thì sau khi là ngưng thuốc corticoid thì khoảng 3-4 tháng
gì đó thì mình tình cờ biết được cái dùng đá. Mới đầu mình biết, chỉ biết dùng đá thôi, thì mình thấy là người ta nói là trị được rất nhiều bệnh, thì mình cũng lên và biết thêm được cái thập chỉ liên tâm, thì lên chỗ mua đá để biết cái thực hư ra sao, đi coi thử cái nhà ốc, nhà xưởng, cái nơi đó có đáng tin cậy hay không. Tại vì cũng có nói ra nói vào, cái người thì nói này nói kia, mình cũng lên thì biết cái thập chỉ liên tâm và cũng theo một cái đó. Mặc dù là sức khỏe mình rất là yếu, không có thực hành hết, nhưng mà theo cái hướng dẫn thì mình thấy là từ tháng 4 tới bây giờ mình đã trường đá thì nó rất là hiệu quả, mà ngay từ đâu mình trường là mình ngủ được liền. Mình thấy là ví dụ như người ta đãi cho mình một bữa ăn ngon á, nó không có là gì hết so với mình được ngủ một giấc ngon. Sáng ra mình mới đầu thì mình trường thì một cái tháng đầu á thì mình thấy là có bơi được bữa không, thì cũng có khi là do mình không có biết á. Nhiều khi tối mình đi bộ thì mình khát nước, mình uống một ly nước lạnh như gì đó, là tối mình không ngủ, là mình không biết cái chuyện đó. Thành ra lâu dần thì mình phải tìm hiểu thêm để mình biết những cái để mà mình tối trước khi đi ngủ là mình phải đừng có ăn cái gì, đừng làm lạnh người, phải sửa ấm chân, là phải đừng có uống nước đá, đừng có làm cái gì để mà đại khái như vậy á. Thì sau dần dần thì tới nay là mình thấy là mình ngủ rất ngon. Nghĩa là cái giấc ngủ ngon á thì theo khoa học người ta nói á, là ngủ sâu á từ 11 giờ tới 5 giờ sáng là coi như là tuyệt vời đó, là một người đánh giá về sức khỏe giấc ngủ á, thì mình đã đạt được cái chuyện đó. Mình thấy mà cái sức khỏe của mình á mỗi lúc nó đã thật tốt hơn, và mình đánh giá á là mình khỏe hơn bất cứ cái thời điểm nào trong cái đời mình. Nhiều lúc trước mình thanh niên mình cũng rất là bệnh, nhiều bệnh thì không phải bệnh nhưng mà huyết áp thì cũng thấp, mà dễ bị stress, mà người bị cái xanh xanh mát mát á, nên là mà làm việc mà dồn quá chuyện đó là mình bị huyết áp kẹt á, là coi như mình nằm thẳng đơ luôn. Thì bây giờ mình làm được nhiều thứ mà mình thấy năng lượng mình nó dồi dào, là mình thấy cái sức khỏe mình đánh giá như là tốt. Mặc dù là những cái đau khớp á, mình trị sau khi là mình ngưng thuốc cái cọc cái huyết rồi thì nó lộ thêm một cái nữa là mình bị thấp khớp á, là một cái bệnh tự miễn khác mà nó rất là thấp, nhiều khi khớp lớn khớp nhỏ mình phải đau đớn mà cố với mình nhưng không ngủ được luôn. Thì sau này thì mình cũng tự chườm đá, rồi mình biết cách vận động tập thể dục phơi nắng, những cái đó thì nó làm cho kiểu như là nó hỗ trợ cho nhau theo mình, cái cơ thể mình nó hiểu như vậy là nó hỗ trợ cho nhau, thì mình thấy những người là nó tốt lên. Có lúc thì hồi trước mình đã tập yoga hơn 10 năm rồi, nhưng mà khi mình bệnh đó, tất cả các khớp bị đau, không có tập được. Thì tới nay là mình tập được, thì tập với cô Trang như cô Trang này, cô Trang biết là do những cái động tác mà có thể là mình làm dần dần này được đó, là mình thấy cái cơ thể nó khỏe hơn. Thì mình cũng mong muốn là mình chia sẻ với mọi người để mọi người còn phát quân là phải xài cái gì không dùng thuốc. Thì mình thấy là cái tập thể dục kỳ là một cái mình nói là cái lựa chọn hoàn hảo, tại vì nó đẹp tiền dễ thực hiện và nó có hiệu quả. Chỉ cần mọi người là quan tâm tới cơ thể mình ăn uống ngủ nghỉ điều độ và mình áp dụng theo thì cái hiệu quả nó tăng cao hơn. Thì nên đây là cũng cảm ơn thầy bác sĩ Dương Văn Châu, thì đã đem cho tôi là cái cuộc sống mới luôn. Tại vì trước đây cơ thể tôi rất yếu, mặc dù tới nay thì vẫn còn khớp vẫn đau và các chỉ số phải xét nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình là người bệnh quá lâu thì mình thấy những cái số đó thì mình đừng quá quan tâm tới nó, mà mình cứ vui sống, vui tập thể dục, phơi nắng, làm theo cái hướng dẫn. Mình là fan ruột của thầy Châu, thì những trên cái Facebook của thầy hướng dẫn thì mình cứ theo nó mình làm, thì mình thấy vậy là vui sống. Chứ bây giờ mình cứ theo bác sĩ á, mình cứ soi cái số này phải chính xác dày số kia, mình thấy cơ thể mình lúc nào cũng stress, mà mình thấy mình sống điều độ, ăn uống chừng mực rồi luyện tập thì như vậy là sức khỏe mình sẽ tốt hơn. Dạ. Thì cũng nhân đây thì cũng đòi hỏi thầy Châu chút xíu. Tại vì mình là fan ruột nên là mình đòi hỏi. Thì những cái người bệnh như này như mình á thì mình nghĩ là cũng rất là đông. Thì bây giờ thầy trên Facebook thầy
xin thầy cho mở cái group hội những người chùm đá chẳng hạn, đại khái vậy. Thì đây là tiếng nói của những cái người mà đã xài đá hoặc là chuẩn bị để tìm hiểu để xài đá. Thì mình thấy bây giờ chỉ có từ cái thầy Châu và cái thầy Chỉ Liên Tâm là nói lên cái phương pháp của họ, nhưng mà chưa có cái phản hồi từ người bệnh. Dạ, thì cảm ơn rất nhiều ạ. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.